thời gian của quá đâu quý chị. Tôi xin lỗi vài lời đến xin tắm vào ở nhà cậu. Nguyễn Thế Viện, anh khám phá Sài Gòn nghiên cứu lại xem chọn mướp chị Hàng hay mướp của Thanh Tràn. Em thấy mướp của Thanh Tràn cầm hơi dài đó. Bà Thanh Tràn là vậy đó, mà có nghĩa là bà lấy mướp là bà so bì, giống như so bì ấy là đang mỉa mai mỹ phụng đấy. Mướp dài hay mướp ngắn á, to hay nhỏ đó là cái phần phúc, cái nét đẹp của người phụ nữ đó. Chứ không phải là ai muốn là được, ai cần là có được đâu. Anh á, hãy bỏ bôi xóa ngay hai chữ lột da. Bây giờ anh lột da, anh không hiểu gì về mặt lột đó. Còn lại lên lớp là dạy đời giáo huấn anh lột Trần Đình Thu nữa chứ. Xin chào Hương Cao. Không biết bà Thanh Tra, bà thạc sĩ này, bà có cái giấy chứng nhận đó không, mà bà bảo thiệt là đúng rồi. Cũng 5 năm tưng tưng thật cái chứ. Xin chào Hồng Vân. Xin chào chị Bắp Nù. Xin chào Hương Cao. Đây, so sánh vậy đó. Xin chào chị Huệ Võ. Xin chào Lạc Nguyễn. Chắc các bạn cũng xem hai cái bài viết gần đây nhất của Thanh Tràn ha. Vậy mà không biết ở dưới đó khán giả ủng hộ rằng rằng ha. Lập thư Thanh Tràn hôm nay đẹp gái quá. Lập thư Thanh Tràn hôm nay nói chuyện rất là thâm thấy, rất là đúng, rất là sâu sắc. Dạy anh Lan là nói mất dạy là đúng rồi chứ. Đây, nghe cho các bạn rất là trơ trẽn chưa. Tôi chưa bao giờ lên mạng xã hội để xin tiền bất cứ một ai. Vậy mà sau này các bạn thấy không, không biết sao mà mạnh miệng mà dám nói như vậy được các bạn. Một con người ít ra thì cái tôi của mình cũng ít ra cũng thấy được cái lỗi lầm trong bản thân, trong cuộc đời của mình. Nó cũng có lúc là sai phạm, có lúc là lỡ lời chứ. Ăn mày cộng đồng mạng công khai ngang nhiên vậy đó. Chứng cứ là cộng đồng mạng đưa ra rất là rõ rồi. Mà bây giờ còn nói rằng là tôi chưa bao giờ xin tiền cộng đồng mạng, thấy không? Một cái sự trơ trẽn, một cái sự tráo trở của một con người mà không biết nhân cách là gì. Tôi chưa xin tiền bất cứ cá nhân nào trên mạng xã hội nữa. Đấy, thấy chưa? Đấy, cho rằng là xin của cho Thiền Am. Lấy hai cái từ Thiền Am ra xin. Thấy không? Những người Thiền Am có thấy được đồng tiền này, có cầm được đồng tiền này không? Rồi tiền từ trước đến nay liên quan đến rất nhiều. Nó đi về đâu? Nó sẽ ra sao? Và những người bỏ những đồng tiền này ra, gửi gắm cái niềm yêu thương này, họ có nhận thấy rằng đó là mình đưa những cái đồng tiền này nó đến những cái chỗ là nó vô lý, nó phi nghĩa, rồi cuối cùng từ cái đồng tiền mà nhân đạo, nhân nghĩa có giá trị, nó trở thành đồng tiền vô nghĩa. Nó trở thành đồng tiền, nó rất là ban ơn ở đây. Người Thiền Am họ không có ăn mài, họ không có cần cái sự bố thí này, mà họ cần cái sự đồng cảm. Từ cái đồng tiền mà Mạnh Thường Quân họ cho, họ trao tặng, nó trở thành một cái sự bố thí khi qua những con người này. Họ đánh đổi, họ biến tấu cái đồng tiền trở thành là nó mất cái giá trị. Đấy. Lại khẳng định, bây giờ mà còn ngồi đó khẳng định là
Tôi chưa bao giờ xin tiền bất cứ một ai. Các bạn còn nhớ xin vé máy bay là xin công khai đấy. Rồi rất nhiều các cái chuyến đi Hà Nội, cô cũng gợi ý để xin tiền. Mục đích là lấy hai cái từ thiền am ra để xin tiền. Nhưng cái việc cô chi tiêu, cô làm việc gì thì không ai biết. Nhưng cuối cùng ra là những cái mục đích, những cái kế hoạch đó không đem lại một cái kết quả gì cả. Thì rõ ràng có chẳng phải đó là cái hành vi mà lợi dụng để đánh lừa niềm tin hay không, lọc lừa hay không? Tự mình hỏi lại bản thân mình chứ, Thanh Đàn Hà. Rất là trơ trẽn. Rồi để mình đưa cái chứng cứ mà Thanh Trần xin tiền, những cái bằng chứng mà số tiền Thanh Trần xin và anh Mai trên cộng đồng mạng lợi dụng thiền am này để làm những cái việc mà nó không đem lại một cái kết quả. Con chưa bao giờ nói đi Mai là một cái clip đó, clip gì đó 3 tỷ. Con cũng chưa bao giờ nói là một clip đó bán cho 4 người đó. Con chỉ nói là đi Mai bán cái clip đó cho các bạn Trung Quốc. Sao đó rồi đi Mai lên chửi tôi tất cả là 45 clip video. Tôi vẫn còn lưu giữ này luôn. Con không trả lời đi Mai một clip nào hết. Bởi vì cái hạng người như vậy không xứng. Rồi mình vừa nghe Thanh Trần nói thì mình đọc cái đây này, cái bài viết mà trên rồi tôi đi phạm lần nào anh biết gì về mối quan hệ với tôi và con đi phạm anh không rồi anh cũng nói tôi tấn công tôi đi phạm tấn công đây số tiền Thanh Trần mà nói rằng là tôi không xin bất kỳ một ai đây này. Tổng hợp những lần thạc sĩ Thanh Trần làm thanh này nói láo nói xạo để xin tiền cộng đồng mạng như thế này nè. Lần thứ nhất là nói láo về việc vụ tin nhắn với Tony Phạm xin 400 đô để phục hồi tin nhắn. Tiền thì xài, tin nhắn thì phục hồi thì vĩnh viễn không thấy ở đâu cả. Lần thứ nhất. Lần thứ hai là bịa chuyện xin tiền cô Lan đi Hà Nội. Lần một là cho cô diệt đầu 10 triệu. Sau đó là gây ồn ào trên mạng xã hội. Lần thứ ba là xin 1.000 đô của Mạnh Thường Quân, cô Lụa đi Hà Nội. Đây, lần thứ một nhưng nói láo là trai cho anh trai nào đó ở Australia cho. Cái đó là cái lần đó mình cũng có nghe nói. Cô lên mạng cô nói rằng đó là trai cho tôi. Nhưng mà đúng ra là cái số tiền đó Mạnh Thường Quân cô Lụa này cho trong cái chuyến đi cô đi Hà Nội. Đây. Lần thứ tư là xin 15 triệu Việt Nam đồng của NTT là ai ta? Ngọc Trần Tâm. Xin 15 triệu đồng của Ngọc Trần Tâm trong chuyến đi Hà Nội lần thứ nhất. Trong chuyến đi Hà Nội lần thứ nhất này cô xin rất là nhiều tiền. Tổng số tiền lên rất là lớn ha các bạn, nghe nói là 3-4 ngàn đô gì đó. Lần thứ năm là xin tiền vé máy bay của Nam Râu cho con trai đi Hà Nội. Lần một. Nói láo là xin nghỉ việc không lãnh lương đi làm việc pháp lý cho Thiền Am. Đưa cái cớ là đi làm việc pháp lý cho Thiền Am, nói là xin nghỉ việc không lãnh lương. Cái từ mà xin nghỉ việc không lãnh lương là để đánh xoáy vào cái lòng thương cảm của Mạnh Thường Quân, để thể hiện cái trách nhiệm của mình là vì Mạnh Thường Quân mà tôi phải xin nghỉ việc không lãnh lương để tôi đi làm như thế này. Đây, Mạnh Thường Quân bắt đầu mới động lòng, thương cảm mới rót tiền cho Thanh Trần. Đó là một cái sự nói láo rất trơ trẽn.
lần thứ 5 này, lần thứ 6 này, xin tiền của Nguyễn Tiến Dũng một cái điện thoại, sau đó tráo điện thoại mất lái, nhận tiền 1.000 đô từ chị Su Sang Trần. Đây, lần thứ 7 sau vụ lùm xùm xin quà, xin tiền từ Mạnh Thịnh Quân và nhận 200 đô từ chị Mỹ Phụng. Hay, nhận tiền chị Mỹ Phụng rồi bây giờ quay sang cắn xé và nói xấu chị Mỹ Phụng rất là nhiều, phải không? Một con người vong ân bạc nghĩa như thế này mà làm sao mà tồn tại được. Lần thứ 8 là nói láo đi Hà Nội. Đây, lần thứ 2 làm pháp lý cho Thiền Am nhưng thực chất là đi chơi, đi ăn, đi nhậu, đi bôi trơn cho vụ việc. À, trong ngày dịp lễ 2 tháng 9 không có cơ quan, không có ai làm việc cả vào ngày lễ. Vậy số tiền xin trong chuyến đi Hà Nội này là 3.000 đô. Đi đâu, về đâu, ai cho? Thanh Trần, tổng cộng là 8 lần xin tiền được cộng đồng mạng kê khai con số ra đây. Chưa nói những cái số tiền mà cộng đồng mạng chưa phát hiện ra, chưa biết những cái khuất tất đằng sau đó. Thì thử hỏi là cái sự tráo trở láo liên của cô Thanh Trần này có trung thực hay không? Hôm qua đây cô còn nói là tôi chưa bao giờ tôi xin tiền ai trên cộng đồng mạng. Một cái sự gian xạo như vậy mà vẫn còn trơ trẹn, phải không? Còn bao nhiêu lần nói láo, nó xin tiền cộng đồng mạng nữa hả Thanh Trần? Đây, đó là những cái lần mà 8 lần đây, 8 lần đã bị cộng đồng mạng vạch trần ra rất là rõ ràng con số này. Đó, cấu kết với nhau, thấy không? Thì thử hỏi cái nhân cách của cô này có xứng đáng là để làm luật sư hay không? Chắc chắn là không. Dù cô có tài giỏi, dù cô có hiểu luật biết luật, nhưng cái đạo đức, cái nhân cách thế này làm ảnh hưởng đến những người mà đồng nghiệp, những người mà đồng hành trong cái nghề luật sư này, rất là ảnh hưởng. Khi có một nhân viên, có một người bạn, có một người mà ngáo ngơ nửa người nửa ngợm này làm trong ngành luật sư thì rất là ảnh hưởng chứ. Người làm trong ngành luật sư là người hiểu luật biết luật, đem lại cái niềm tin cho người dân, chia sẻ pháp lý, góp ý xây dựng cái đúng cái sai, cái tối cái sao, cái sáng, cái sai cái trái trong xã hội này để đưa ra nhận định đánh giá. Còn các cái nhận định chia sẻ của cô nó mang tính rất là thiếu thực tế, nó không có cụ thể. Khi mà ai nhắm đến mình để đánh giá, để tranh luận á, thì cô lại thẳng tay nhắm đến mà xúc xỉa. Bất kể không nói là lớn nhỏ, trai gái già trẻ cả, từ Minh Tú cho đến chị Lan hay Lúa cho đến rất nhiều người, mới đây đó Mỹ Phụng rồi, mẹ nắm Như Quỳnh, là hôm nay tiếp tục là anh Trần Đình Thu nữa. Thì thử hỏi rằng con người này không biết nhục, không biết liêm sĩ là gì khi đã bị cộng đồng mạng chỉ trích vạch trần. Thì mình biết sai thì mình lên mình đến chính mình nhận cái lỗi của mình đi. Đôi khi là cái sai sờ sờ ra đây mà cứ là cố chấp thì nghĩ sao? Thì hôm nay con chỉ nói ở trong cái thủ tục này thôi. Thì có anh về nhà anh hỏi lại điều chứ. Lấy cứ lúc nào cũng lấy cái quyển luật để sát bên ra đó mà dở ra để rồi khà thiên hà để chứng minh Thanh Trần là thị nở mà nói mình là Thúy Kiều. Xin chào Lạc Nguyễn. Xin chào Nguyễn Triền. Sao nói láo 30 Tết ai còn làm việc bà nội. Đó, cái vụ mà 30 Tết đi thăm. Xin chào chị Hoàng Vlog lớp lùm hồi đó chứ Nguyễn Thế Viễn.
À, chị Hoàng, em cũng hay xem cái like của chị rất là nhiều. Ở điều 174 của Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 2007. Những ai có tính tráo cỡ lươn lẹo thì phải gọi Bây giờ Thanh tôi tính, Trần bằng sư phụ. tôi chia sẻ Like các bạn là tôi tính cái mức cao nhất, đó là like để 574 kênh được tương tác cả trên nhà. Cảm ơn 574. chị Hoàng rất nhiều. Thì 574 Nghe từ lâu nay mới biết Thanh Trần nói láo và vu khống cho Minh Tú là Thanh Trần Hồng Sơn là số 1 nói láo. Nói láo, không chỉ nói láo mà dựng chuyện nữa. Vừa lươn lẹo, vừa trơ trẽn. Đó, trong khi cộng đồng mạng họ chứng minh ra 8 lần nhận mặt lên mạng xã hội ăn mày cộng đồng mạng xin tiền một cách trơ trẽn như vậy đó. Chưa nói những cái lần mà cá độ nha các bạn, những cái vụ cá độ cá cược nữa. Cá cược đó cũng là một hình thức ăn mày đó, cá cược để thể hiện cái sự ngay thẳng của mình, nhưng đó là hình thức ăn mày trắng trợn để đánh xoáy vào niềm tin, sự thương cảm của mạnh thường quân đấy. Nguyễn Thế Viện, anh có hiểu vì sao Thanh Trần mấy bữa nay luôn phản ứng luật gia Trần Đình Thu? Vì Trần Đình Thu nói có những cái chưa đúng nên Thanh Trần phải nói chứ. À, đúng mà, cảm ơn Thế Viện rất nhiều. Cái quan điểm cũng khá là thú vị. À, thực ra thì anh Trần Đình Thu thì các bạn cũng thấy đó, khi tham gia vào cuộc trên bà Phương Hằng thì cũng có những cái quan điểm rất là tích cực, phản đối lại bà Phương Hằng, đưa ra các cái nhận định cũng rất là thuyết phục. Nhưng có nhiều cái bài chia sẻ của anh Trần Đình Thu là thực ra thì mình cũng là fan, cũng đồng hành với nhau, thì mình cũng không không dám là chê trách gì. Nhưng thực ra thì mình cũng hiểu, nói như Nguyễn Thế Viễn là cũng rất là đúng. Có nhiều bài, không hẳn là anh Trần Đình Thu, là bài nào anh nói cũng hay, cũng đúng hết trơn, ai cũng vậy thôi. Ai cũng có cái sai sót, ai cũng có cái nhận định đôi lúc là nó rất là hời hợt. Cho nên là thành ra anh Trần Đình Thu có nhiều cái yếu điểm, cho nên là đã bị Hồng Sơn này vặt. Nhưng mà từ các cái yếu điểm này, cho nên anh Trần Đình Thu này đấu không nổi với lại Thanh Trần và Hồng Sơn, hai người đã để cấu kết với nhau. Nhưng mà anh Thu thì cái dẫn chứng của anh nó không có cái sự thu hút, thành cho nên đôi lúc đó là đưa ra các cái nhận định nó có nhiều cái cảm thấy nó thiếu tính thuyết phục. Thành cho nên là bị Thanh Trần và Hồng Sơn bẻ lại. Chứ không phải là anh Trần Đình Thu, ảnh cũng có rất nhiều các cái chứng cứ, khi đưa ra những cái chứng cứ nhiều luận điểm ảnh có cái tính khẳng định rất là cao. Nhưng không phải là cái nào cũng đúng, nhưng mà trong đó cũng phải là 70-80% là anh Thu nói rất là chuẩn. Nhưng mà có nhiều cái là anh nói nó cũng không có thuyết phục, nó không có đúng, thành cho nên là bị bả là vậy đó. Thanh Trần rất khôn, biết lợi thế, Thanh Trần mới phản biện luật gia Trần Đình Thu. Bây giờ nói với mấy kênh kia đâu lại, cho nên nói Trần Đình Thu thôi. Lúc trước là Minh Tú. Xin chào chị Rosa. Thanh Trần hàng năm mướt dài tới nách. Cái bài tối hôm qua bà lấy hai trái mướp đâu mà bà đem, mà chân nó y giống như kiểu mà mấy người mà bị thần kinh mà ngồi đường vậy đó. Đem mướp rồi đem chuối rồi đem lan ra rồi chân ngồi đó, cái dẫn chứng chứng minh chẳng giống ai hết trơn, thấy mà nghe mắc cười. Chưa bao giờ mà thấy cái luật sư nào mà như vậy hết trơn á. Một người bình thường cũng không có ai mà làm ba cái trò mà nó kỉnh cực như thế này.
Trời ơi, chẳng thà ban đầu lên xuất hiện trên mạng xã hội này đừng có xưng danh lục sao gì, để đến bây giờ cho nó nhục vậy, chẳng thà là YouTube quen quen thì họ còn nể phục, thấy không? Chẳng thà YouTube cho rằng là mình là một YouTube bình thường, dù có hiểu luật, dù có học cao tài cao trí đức đi chăng nữa, mình vẫn hạ thấp cho rằng YouTube đi, để cho người ta mới nể phục chứ. YouTube mà hiểu luật, biết luật như vậy người ta mới nể phục. Còn đàn này là một luật sư, đường đường là một thạc sĩ, là một luật sư, nhân danh tự cao tự đại như vậy mà lên mạng ăn nói càng ngông càng áo. Đạo đức thì không có, tư cách thì không có, bằng cấp thì không có. Từ đó là mất điểm, mất giá trị rồi chứ gì nữa. Còn ông Mồng Sơn kia thì coi như là bằng cấp là bị mất chất rồi, mà lại lên mạng xã hội dám khà với thiên hạ, khà cả cụ Lê Tùng Vân là tôi có bằng, có phải là một cái sự láo, nói láo nói xạo trơ trẽn không? Vậy mà sao có nhiều người họ tin, họ không phục hay thiệt. Xin chào TH cao bà Thanh Trần luôn bị đánh tráo khái niệm vì Minh Tú làm đơn tố giác cá nhân. Các kênh YouTube chứ Minh Tú đâu có tố giác các thành viên Thiền Am đâu, mà Minh Tú nói không muốn Thiền Am yên bình. Anh Trần luôn lấy Thiền Am ra làm lá chắn cho cá nhân của mình. Ngày hôm nay thì anh danh này là chia sẻ về cái việc mà Minh Tú đang chuẩn bị, đang làm đơn khởi kiện rồi chứ không có chuẩn bị gì hết, làm đơn rất nhiều từ trước đến nay rồi. Nhưng anh lên phủ nhận lấp lính cái vấn đề này, cái việc mà đưa đăng tải các cái hình ảnh của các bá trong Thiền Am lên là sai, là vi phạm pháp luật. Đó là quy luật của quy định của pháp luật có, trong luật định có, và báo chí cũng đã nhắc nhở cảnh báo những ai đã lợi dụng những hình ảnh của những trẻ em này đăng lên là đã vi phạm cái quyền trẻ em là rõ ràng rồi. Mà ngày hôm qua hôm nay là ông Hồng Sơn này lên ông phủ nhận, ông dẫn dắt, ông tung hô cho cái đám đệ tử fan cùng của ông lên đăng tải, tung hô lên cho rằng không hề hấn gì, không sao hết, đăng tải những hình ảnh nó mang tính là chia sẻ tình cảm để ghi hình để kỷ niệm, trong khi là dù bất kỳ một trường hợp nào quyền riêng tư của các trẻ em, không chỉ nói riêng gì người Thiền Am, các trẻ em trong Thiền Am, mà trước đây quyền bảo vệ quyền trẻ em trên thế giới này thì phải được cẩn trọng, bí mật, không được tung hô hình ảnh các bé lên mạng xã hội làm ảnh hưởng. Đó là cái quy định chung của pháp luật. Mà đằng này là riêng cá nhân của những trẻ em của Thiền Am này đã bị báo chí cảnh báo, cơ quan chức năng họ cảnh báo rồi. Vậy mà Hồng Sơn ngày hôm qua hôm nay lên dẫn chứng cho rằng là việc chia sẻ những hình ảnh nó mang tính kỷ niệm, mang tính là để cho cộng đồng mạng biết, trong khi là pháp luật đã nói rằng bảo vệ quyền trẻ em thì không được mượn hình ảnh của những trẻ em ở Thiền Am lên mà để chia sẻ, chứ chưa nói là trục lợi hay lợi dụng gì, là đã vi phạm rồi. Như vậy Hồng Sơn có phải là dẫn dắt ngày hôm qua hôm nay không các bạn? Không chỉ dẫn dắt mà còn xúi dục các fan, các đồ đệ của mình, ai có hình cứ tung hô lên đi, không việc gì hết, không việc gì cả, cho rằng đó là cái sự ngưỡng mộ, cảm phục, cảm mến, nhớ thương của cộng đồng mạng. Nhưng mà nhớ thương, dù có cảm mến, dù có nhớ thương, nhưng đã vi phạm pháp luật, đã có quy định của pháp luật rõ ràng rồi. Vì quyền lợi, vì bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em nói chung với cộng đồng cả nước, các trẻ em trong Thiền Am nói riêng không được đăng tải lợi dụng các hình ảnh trẻ em trong Thiền Am để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội bất kỳ trong các tình huống nào. Báo chí cũng đã nói rồi, bài báo đó rất lâu rồi. Như vậy Hồng Sơn còn dẫn dắt, còn khẳng định cho rằng không vi phạm rồi, để đó xem Minh Tú gửi đơn ra đến cái Bộ Văn hóa Thông tin và nơi mà bảo vệ, cục bảo vệ trẻ em này, để xem thử họ trả lời những cái câu nói của Hồng Sơn như vậy là có vi phạm pháp luật hay là ông cho rằng đó là đúng hay không, ông cho rằng đó là kỷ niệm, có kỷ niệm hay không. Dù bất kỳ trường hợp nào mà người ta đã nói rồi, bảo vệ quyền của trẻ em là dù bất kỳ hình thức vấn đề nào cũng không được tung hô, cũng không được chia sẻ.
Vậy có phải là Hồng Sơn cố tình dẫn dắt, cố tình mà khiến cho nhiều người làm sai các quy định của pháp luật này không các bạn? Ngày hôm qua hôm nay là nghe ông Hồng Sơn nói cái vấn đề này, là ông cho rằng đó là cái vấn đề đó rất là hiển nhiên, vì cộng đồng mạng nhớ thương các trẻ em, cũng mong muốn được nhìn thấy các trẻ em trong thiền âm. Đồng ý, đúng, ai cũng mong muốn, cũng nhớ thương hết cả. Bây giờ con của mình đi, cháu của mình đi, là trẻ em, mình đăng tải lên trên mạng xã hội là đã vi phạm cái quyền trẻ em rồi đó. Trong khi cái xã hội bây giờ là cái cám dỗ, cái cạm bẫy rất nhiều liên quan đến trẻ em, là rất nhiều các cái yếu tố phức tạp, từ lạm dụng hình ảnh trẻ em để trục lợi, rồi để bắt cóc, để mua bán. Cho nên pháp luật đã đưa ra các cái quy định là cần có cái quyền để bảo vệ trẻ em riêng tư đó. Cục bảo vệ trẻ em cũng đã đưa ra các cái quy định rồi, pháp luật cũng đề ra rồi. Trẻ em trên thế giới, trên Việt Nam, thế giới gì chúng ta chưa nói, nhưng Việt Nam này nói chung ra cả đã, và đặc biệt là trẻ em trong thiền am nói riêng, khi đã vướng vào lùm xùm về tội lợi dụng trẻ mồ côi để trục lợi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bảo vệ cái quyền riêng tư của những trẻ em này về đời sống riêng tư, cũng như các cái yếu tố liên quan đến pháp lý và thị phi đối với người thiền am. Từ trước đến nay có rất nhiều điều mà không thể mà đưa những trẻ em này lên để làm ảnh hưởng. À, các bạn thấy không, ngày hôm qua hôm nay là anh ẩn danh này lên dẫn dắt, lên ma mị, lên khẳng định cho rằng đó là chấp Minh Tú đi kìa. À, để đó từ 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 để xem thử. À, Minh Tú gửi đơn để xem thử cục an toàn trẻ em này họ trả lời với Hồng Sơn này như thế nào. Coi Hồng Sơn nói rằng đó là không ăn thua, không vấn đề gì cả. À, chụp lên để mục đích là kỷ niệm, để rồi cho rằng là cộng đồng mạng nhớ thương, nhớ nhung quá, cộng đồng mạng yêu cầu chụp đăng tải và có xin người thiền am rồi. Người thiền am làm sao họ hiểu luật được, làm sao họ hiểu được, trong khi Hồng Sơn là người hiểu luật đó chứ. Hồng Sơn nói rằng xin phép và được người giám hộ cho phép, nhưng dù có giám hộ trong các cái trường hợp khác, còn đây là cái trường hợp đặc biệt của những trẻ em ở thiền am đã vướng vào thị phi, đã vướng vào sự ảnh hưởng, cho nên là không được quyền. Báo chí, cơ quan cũng đã nêu rõ rồi, cấm các cái trường hợp đăng tải hình ảnh của các bé trong thiền am lên làm ảnh hưởng, bất kỳ trong trường hợp nào. Đấy, cũng mong rằng cái vấn đề này là hy vọng cái hiệu ứng của Minh Tú trong các bài viết gần đây. Nghe nói Minh Tú nói rằng là sắp tới đây anh Hồng Sơn ẩn danh và chị Thọc Sĩ này sẽ có cơ hội đi du lịch, mà không biết là sao, để cũng đang chờ cái thông tin này thử như thế nào đây. Anh ẩn danh này thì ngày hôm qua hôm nay lên còn thách thức nữa chứ. Tôi còn vẫn là hiên ngang đây, nhưng không biết để là sao xem các bạn ha. Nhưng mà chắc chắn rằng là cái sự dẫn dắt của anh ẩn danh này rất là tệ hại. Thân Trần nó tung hình ảnh lên có ý đồ giúp công an Long An đó. Nó rất nhiều các cái điều mà chúng ta có thể là phẫn nộ nơi đây, trong khi là những đứa bé trong thiền am, thứ nhất là ảnh hưởng về thị phi, về pháp lý, về các cái tội, mà bây giờ lại đăng tải lên, tung hô lên cho cả thế giới này họ biết, họ nhìn vào một cái nhìn nó rất là khinh miệt, một cái nhìn nó gây cái sự tò mò khó hiểu ở đây. Cái này cái bài bà nói vừa nghe và mà nghe bà Thanh Trần này bà nói xen vào cho nó vui. Tối nay là anh ẩn danh này anh like. Xin chào chị Lê Thị Hà. Lê Thị Hà, cháu chào chú Khám Phá Sài Gòn. Lê Thị Hà này nhỏ ha. Để Mạnh Thường Quân thấy tội nghiệp các bé gửi tiền vào là thiền am bị kết tội lợi dụng các bé đó anh. Đây, làm cái mục đích như vậy là làm ảnh hưởng cho người thiền am, không những là ảnh hưởng các bá mà ảnh hưởng người thiền am, mà ảnh hưởng các cái fan, mà những người mà họ không hiểu, họ đồng loạt họ hùa theo Hồng Sơn để chia sẻ lên
vô tình mà Hồng Sơn có thể là lôi những đồ đệ của mình vào đấy. Xin chào Hoa Lộc Bình. Xin chào Lê Thị Hà, xin chào Sinh Nguyễn. Xin chào. Con Thanh Trần nó xạo, nó nổ biện hộ như thế thôi. Thấy không, 9 lần xin tiền bị cộng đồng mạng công khai ra như vậy đó, mà lại nói tối hôm qua còn lại nói là tôi không bao giờ xin tiền ai, tôi không bao giờ xin ai bất kỳ một đồng. Thấy không, rất là tráo trở, rất là xạo xược. Còn anh ẩn danh kia thì nói rằng là ai chứng minh tôi xin tiền cộng đồng, tôi ăn mài của ai thì đưa ra chứng cứ. Trời ơi, nói giống như trẻ con quá, ông nói kiểu như mà trên đời này mình không khôn hết trơn. Bây giờ ông xin chẳng lẽ ông đưa ra, thấy không, cần gì mà chứng cứ, người ta biết thôi chứ, những người họ cho họ biết thôi chứ. Nhớ các bé, vậy chụp hình các bé đeo cái bảng để làm gì, hỏi câu đó bố chọn chúng không trả lời được. Cũng mong rằng cái đến chừng là mà bộ cục an toàn, cục bảo vệ trẻ em này trả lời những cái câu kêu ông Hồng Sơn này lên ông trả lời thử. Ông kêu chụp hình như vậy là để nhớ thương, để kỷ niệm. Trong khi là quy luật cũng đã định rồi, báo chí cũng đang là không được lợi dụng hình ảnh của các bé trong thiền am bất kỳ hình thức nào. Ông cho rằng là do Mạnh Thường Quân nhớ quá, yêu cầu chụp. Chụp hình rồi cho vài ba cái bịch bánh, bịch kẹo gì đó rẻ tiền đó cũng chụp. Rồi cái bánh sinh nhật, sinh nhật ông Hồng Sơn ở ngoài, mua bánh sinh nhật ở ngoài rồi đem vào trong đó cũng làm màu, chụp lên để lấy la với thiên hạ, cho rằng là cũng có quan tâm đến các bé, rồi đem chụp hình lên làm màu làm mè. Nó rất là bôi nhọ, nó rất là dị hợm ở đây. Có phải là mục đích hay không? Có phải là hình thức hay không? Hay là thể hiện từ cái lòng thương cảm thật tình? Thương cái gì ở đây mà thương? Xin chào Phương Ghiêu, luật sư của các bé đâu, sao không lên tiếng đồng thời? Nên nêu rõ luật pháp về vấn đề trẻ em đối với các cô, đừng để hai tên bẩn bựa này lợi dụng. Có hại. Có thể là chắc là các Minh Tú sẽ làm và sẽ hiểu được cái vấn đề này. Bài chia sẻ ngày hôm qua hôm kia của Minh Tú cũng có cái tính khẳng định về vấn đề này. Mình cũng hy vọng rằng nó là Minh Tú sẽ làm, trước mắt là lấy lại cái công bằng cho Minh Tú và đem lại niềm tin và đem lại cái sự an bình cho những người trong thiền am và các bé, chứ không thể để hai con người này một cách là trơ trẽn, nó lộng ngôn lộng hành như thế này được. Mục đích của họ là thấy rõ ngay từ ban đầu rồi, đến bây giờ cái sự trơ trẽn dám nói là không xin tiền, không ăn mài, không lấy tiền bất kỳ một ai, một cái sự vô liêm sỉ như vậy mà công nhận là nhiều người dẫn dắt sao mà nhiều người họ tin được hay thiệt cái chứ. Đây là vấn đề của những người lớn hiện đang có mặt trong thiền am. Cô Phương ghét, cháu rất bất bình về vấn đề này. Đó, cái hình ảnh của các bé đưa lên là nó rất là ảnh hưởng. Trong khi các bé dù là nhỏ nhưng cũng đủ để nhận thức. Các bé giờ còn đang đi học mà đang tham gia cộng đồng ở trường lớp. Ở cái tuổi đó cũng biết mặc cảm rồi đấy chứ, cũng biết hổ thẹn với bạn bè rồi đấy chứ. Chưa nghe các luật sư lên tiếng mà không biết luật sư, chắc luật sư của thiền am thì có thể là âm thầm làm cái việc này thôi, họ lên họ có trách nhiệm riêng cho người thiền am. Nhưng mà để xem thử cái sự khẳng định của anh ẩn danh này có lì, có kiểu mà có nhờn mặt quá hay không, dám cho rằng là việc đó không hề gì, dám còn thách thức Minh Tú nữa chứ. Trong khi báo chí quy định của pháp luật cũng đã nêu rất là rõ rồi, thì thử hỏi rằng là những con người này họ nhờn mặt, họ coi thường pháp luật như thế nào.
Rồi, thưa quý vị và các bạn, một lần nữa mình xin gửi lời tổng chào tất cả quý anh chị em đã dành rất nhiều thời gian tham gia và chia sẻ cùng mình trong buổi tối hôm nay. Đến đây thì thời gian quá dài rồi, mình xin kết thúc thông tin này. Xin mến chúc quý vị một đêm an bình, một ngày làm việc vui vẻ. Quý anh, quý